Xin chào tất cả anh chị và các bạn. Xin chào, tên là Phan Anh và đây là một bài học rất là hay, rất là quan trọng về content marketing hay là về Facebook marketing hay là về sale bán hàng đều ok. Tên của bài học là 16 bước bán hàng. 16 bước bán hàng này tôi sẽ trình bày với các anh chị và các bạn cái tư duy, cái logic, các cái bước để chúng ta có thể viết một cái bài quảng cáo ở trên website. Mình có thể viết một cái bài quảng cáo ở trên landing page hoặc là ở trên fanpage hoặc là ở trên các cái bài mà status Facebook cá nhân. Dù ứng dụng như thế nào thì các bạn cần phải hiểu cái 16 bước này là 16 bước tiêu chuẩn để các bạn áp dụng cho mình trong cái quá trình các bạn viết bài quảng cáo. 16 bước không có nghĩa là một cái người làm quảng cáo mình sẽ phải viết đủ 16 bước. Mà đây tôi sẽ liệt kê ra cho các anh chị từng bước và lý giải được tại sao chúng ta phải sử dụng như vậy. Thực tế khi mà các anh chị viết quảng cáo, các anh chị có thể viết 3 bước, 5 bước, 7 bước, 10 bước không thành vấn đề gì cả. Nha, không nhất thiết là phải 16 bước. Nhưng dựa trên một cái tiêu chuẩn là tâm lý học về hành vi thì người ta đã đưa ra những các cái bước như thế này. Thì tôi chắt lọc lại và tôi kết hợp với các cái kinh nghiệm của tôi tạo ra một cái công thức, một cái quy trình là 16 bước bán hàng và để chúng ta viết quảng cáo theo cái cách như vậy, được chưa ạ? Vâng, thì đầu tiên là bước số 1 là chúng ta cần phải đưa ra vấn đề của khách hàng. Vấn đề của khách hàng là gì? Thì phụ thuộc vào sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đang bán thì chúng ta sẽ biết được rằng là vấn đề của khách hàng là gì. Tôi sẽ lấy thí dụ như thế này, đúng không? Giả sử ví dụ một là tôi bán khóa học offline dạy ở lớp hoặc là tôi bán khóa học video. Thì vấn đề của khách hàng nếu mà các bạn học có khóa học Facebook marketing của tôi, vấn đề là gì? Tôi không biết bán hàng, tôi không biết chạy quảng cáo. Tôi chạy quảng cáo nhưng không hiệu quả, tôi chạy quảng cáo nhưng rất tốn tiền. Tôi có comment nhưng bị cướp đơn hàng. Tôi có inbox nhưng tôi không chốt được đơn. Khách hàng kêu sản phẩm của tôi giá cao quá. Rồi thì tôi chỉ có một người mà trong khi đó số lượng đơn hàng quá nhiều, vân vân và vân vân. Đó chính là các cái vấn đề của khách hàng nếu như họ mua một cái sản phẩm và dịch vụ cụ thể, đúng không? Hay là cái ví dụ số 2, bạn có thể lấy bất kỳ một cái ví dụ nào liên quan đến một cái sản phẩm, cái vấn đề của họ là gì. Chẳng hạn như là tôi làm cái dịch vụ du học, thế thì có phải là bạn đang băn khoăn là không biết nên đi du học Mỹ hay du học Anh hay du học Pháp, đúng không? Bạn không biết chọn trường công hay trường tư. Bạn không biết nên làm thế nào để có được học bổng tốt. Bạn lo lắng về khoa này, khoa kia, môi trường học tập, rồi văn hóa thay đổi, vân vân vân. Đó gọi là vấn đề của khách hàng. Để trả lời cho câu hỏi vấn đề của khách hàng là gì thì tự cái người bán hàng chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ biết được là khách hàng đang gặp phải điều gì và tại sao sản phẩm của chúng ta lại cần thiết cho họ, đúng không? Đấy chính là vấn đề. Cái bước số 2, các anh chị sẽ đưa ra giải pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Cái giải pháp ở đây là gì ạ? Tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái bộ khóa học, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cuốn sách, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một chương trình đào tạo, tôi sẽ cung cấp cho các bạn một chương trình tư vấn, một chương trình huấn luyện, một chương trình theo sát, vân vân. Đấy. Thế thì các bạn nhớ rằng là vấn đề của khách hàng nó chính là cái giống như là người ta bị ốm. Thế còn giải pháp là đến bác sĩ hay là đến phòng khám hay là đến bệnh viện. Thế còn cái bước số 3 là đề cập đến sản phẩm thì ở đây chính là viên thuốc. Đề cập đến sản phẩm tức là sao? Bây giờ tôi bán khóa học đúng không ạ? Khóa học của tôi là dài 150 video, dài 120 video, được chia thành 5 phần, được chia thành 4 phần. Sẽ bao gồm phần cơ bản, phần nâng cao, được xem đi xem lại, sẽ gồm nhiều tài liệu, sẽ gồm nhiều sách báo. Bạn sẽ được rất nhiều thứ. Đấy là tôi đang mô tả về sản phẩm của tôi, là bước số 3 nhá. Bước số 4 là tôi sẽ trình bày cho các khách hàng là những cái lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được ngay. Lợi ích mà khách hàng sẽ nhận được ngay tức là sao? Nếu bạn tham dự cái chương trình học này của tôi, bạn sẽ được học với chuyên gia hàng đầu, bạn sẽ được học qua video, bạn sẽ được học offline, bạn sẽ có tài liệu, bạn sẽ có sách, bạn sẽ được chạy quảng cáo trực tiếp ngay trên lớp,
Bạn sẽ được tư vấn 24/7, bạn sẽ được đồng hành, bạn sẽ tiết kiệm được ngân sách, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí, bạn sẽ tăng được lượng đơn hàng, bạn sẽ chạy quảng cáo tốt, vân vân và vân vân. Bạn có thu nhập tốt. Đấy. Như vậy tôi vừa tổng kết cho các anh chị 4 bước. Bước thứ nhất là đưa ra vấn đề của khách hàng, được chưa? Bước số 2 là gì ạ? Đưa ra giải pháp. Bước số 3 là đưa ra sản phẩm cụ thể. Và bước số 4 là đưa ra lợi ích của khách hàng trong ngắn hạn, tức là nếu mà họ mua cái sản phẩm này hoặc mua cái dịch vụ này, họ sẽ nhận được ngay cái gì, đúng không? Thí dụ như là bạn bán thức ăn sạch, đúng không? Thì cái lợi ích người ta nhận được ngay đấy là ăn ngon, ăn sướng, đồ ăn sạch. Thế nhưng mà cái lợi ích lâu dài của nó là gì? Không bị ung thư, đúng không ạ? Sức khỏe tốt lên, tiết kiệm được chi phí, vân vân. Thì đó chính là bước số 5. Đó chính là bước số 5, đúng không? Là chúng ta sẽ trình bày những cái lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng người ta mua trong tương lai. Trong tương lai tức là sao? Tức là chúng ta cho họ thấy rằng là trong tương lai họ sẽ nhận được những cái gì. Họ sẽ nhận được cái gì. Đấy. Thì như tôi vừa nói, đúng không? Trước mắt nếu mà bạn học chương trình của tôi thì bạn sẽ được như này. Nhưng mà tương lai là gì? Bạn có cuộc sống tốt đẹp, bạn có thu nhập tốt, đúng không ạ? Bạn có thể giúp đỡ được nhiều người khác, có công ăn việc làm, con bạn được học trường tốt, cuộc sống gia đình của bạn hạnh phúc lên, vân vân. Đấy chính là lợi ích của tương lai khi mà cái việc kinh doanh của bạn trở nên thuận lợi. Bạn có thể phát triển được chuỗi, bạn có thể trở nên giàu có, được đi du lịch, vân vân. Bạn được tự do về tài chính, được thảnh thơi, được giúp đỡ được người khác rất nhiều, đúng không? Đấy là bước số 5. Bước số 6 là chúng ta sẽ tặng quà cho khách hàng. Chúng ta sẽ cần tặng quà cho khách hàng, đúng không? Thế thì tặng quà cho khách hàng thì trả lời cho câu hỏi là quà gì? Quà như thế nào, làm sao để nhận được quà? Thì cái phần này các bạn sẽ cần tham khảo thêm bộ video khóa học, các cái chương trình khuyến mại của tôi. Tôi có một bộ video khóa học riêng là chiến lược tung chương trình khuyến mại để bán được hàng và tăng được cái doanh số bán lẻ. Bởi vì tôi lập luận rằng là hiện nay mảng bán lẻ nếu không có khuyến mại rất khó bán. Đấy. Thế và tôi đã tung ra một cái chương trình là 52 chiến lược khuyến mại tương ứng với 52 tuần. Vì sao lại 52 tuần? Một tháng là có 4 tuần, một năm là có 12 tháng. Như vậy bình quân là 48 cộng với những tháng có hơn 4 tuần là 5 tuần. Thì tổng cộng một năm chia theo tuần nó có 52 tuần. Thì tôi có 52 chiến lược khuyến mại tương ứng với 52 tuần. Đấy. Thế thì cái quà tặng, đúng không? Tại sao khách hàng luôn luôn quà tặng? Bởi vì khách hàng luôn muốn nhiều hơn là muốn ít. Cái tâm lý là như vậy. Ví dụ tôi bán khóa học video, tôi có thể tặng cho bạn ebook, tôi có thể tặng cho bạn các cái file tài liệu của tôi có thể tặng cho bạn buổi live stream, tôi có tặng cho bạn phần mềm. Đó. Thế thì càng nhiều quà tặng thì khách hàng sẽ dễ dàng ra quyết định mua hơn cho mình. Tất nhiên là đây là tôi đang lấy một cái ví dụ xuyên suốt, đấy là cái khóa học. Còn sản phẩm của bạn bán quần áo, đúng không ạ? Bạn có thể tặng quần áo, bạn có thể tặng đồ lót. Bán đầm bầu, bạn có thể tặng đồ lót cho bà bầu. Bán giày, bạn có thể tặng tất, đúng không ạ? Bán com lê, bạn có thể tặng dây lưng. Bán dây lưng, bạn cũng có thể tặng ví da. Rất nhiều cái để bạn nghĩ ra việc tặng quà cho khách hàng, được chưa? Vấn đề là mình phải tính toán chi phí quà gì làm sao cho hợp lý. Chúng ta phải suy nghĩ. Mà quà ở đây làm sao à? Quà có giá trị cho khách hàng nhưng mà lại tiết kiệm cho mình. Có giá trị cho khách hàng nhưng lại tiết kiệm cho mình. Thế mới là thú vị, đúng không ạ? Thí dụ như là tôi trước đây tôi tư vấn cho bạn ấy bán đầm bầu, đúng không? Bạn ấy tặng một cái bộ đồ lót bầu. Thì bạn ấy sản xuất hết khoảng độ 30-40 nghìn đồng. Nhưng mà giá trị bạn ấy định giá là có thể lên được 200 nghìn hoặc 300 nghìn. Như vậy bạn mua một cái váy đầm bầu trị giá 500 nghìn, được tặng một bộ đồ lót trị giá 200 nghìn, thì nó tương ứng 40%. Như vậy là rất tốt, đúng không ạ? Sau đó bạn giảm giá thêm 10% giá trị hàng hóa nữa, thì là bạn giảm giá 50% cho khách hàng, người ta cảm thấy rất là dễ chấp nhận, đúng không? Rồi thì mình cái phần này mình phải xem thêm cái kỹ thuật mà ra chương trình khuyến mại các bạn nhé. Rồi thì tôi có một cái bộ đấy riêng đấy, các bạn nên áp dụng và học, rất là thú vị. Bởi vì người học, học viên nói là cái chương trình học với cái cách mà anh Phan Anh làm rất là hay. Bởi vì tôi chỉ mà tôi lý giải, tôi lấy ví dụ và các bạn chỉ việc là gì thay tên đổi họ áp dụng thôi, rất tuyệt vời.
Bước số 7 là gì? Chúng ta sẽ nói đến giá bán hiện tại. Giá bán hiện tại, tức là trong cái quy trình 16 bước này tôi có 3 lần đề cập đến giá. Thì giá bán hiện tại hay còn gọi là giá niêm yết, đúng không? Các bạn thấy đấy, lên bất kỳ một cái trang web thương mại điện tử nào, bao giờ nó cũng có cái phần giá bán, sau đó nó gạch đi, đúng không? Ví dụ như là 1 triệu đồng gạch đi chỉ còn 700.000, giảm 30%. Thì cái giá bán 1 triệu đó chính là giá bán hiện tại. Và là bước tiếp theo sau này là các bạn sẽ đề cập đến giá khuyến mại, và các bạn sẽ đề cập đến giá bán. Các bạn có thể sử dụng ít nhất là 2 bước giá, hoặc không các bạn có thể sử dụng 3 bước giá như tôi vừa nói, được chưa ạ? Bước số 8 là chúng ta sẽ nói cho khách hàng của chúng ta biết là tại sao sản phẩm của chúng ta lại rẻ, lại được ưu đãi, lại được khuyến mại. Tức là gì? Chúng ta phải giải thích cho họ, đúng không ạ? Chúng ta tốt hơn như thế nào so với đối thủ, chúng ta rẻ hơn như thế nào, và chúng ta sẽ phải làm cho khách hàng thấy là chúng ta có cái lợi thế bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái bảng ma trận so sánh. Bảng ma trận nó chính là cái table đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đưa ra các tiêu chí và chúng ta so sánh chúng ta với người này người kia, sản phẩm này sản phẩm kia, đúng không? Tôi lấy thí dụ như là Omo, đúng không? Người ta luôn luôn so sánh với bột giặt thường. Bột giặt thường là bột giặt nào? Bột giặt thường tức là không phải là bột giặt Omo. Còn bột giặt thường là bột giặt nào tôi không biết. Thế thì bây giờ tôi bán phần mềm, đúng không? Thì bắt đầu tôi cũng so sánh với phần mềm A, phần mềm B, phần mềm C, các tiêu chí thế này, bắt đầu tích. Các bạn hiểu rồi chứ ạ? Vâng. Tương tự như thế các bạn hãy áp dụng đối với sản phẩm của mình, đúng không? Hay là khóa học của tôi chẳng hạn, tôi sẽ nói về khóa học cho nó xuyên suốt. Thế thì thứ nhất, khóa học của tôi là rất dài, rất chi tiết, rất cập nhật, đúng không ạ? Vâng, rất chuyên sâu. Giảng viên rất giàu kinh nghiệm, tiêu toàn tiền 100 tỷ chạy quảng cáo rồi, viết sách, có sách, viết có phần mềm vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ như vậy các bạn đều có thể là đưa vào để các bạn liệt kê trong cái gọi là nói cho khách hàng biết lý do vì sao sản phẩm của bạn rẻ, sản phẩm của bạn tốt, tại sao lại có ưu đãi, đúng không?